Cứu nhanh. Ôi mà, cứu đi. Chờ làm sao? Ai làm nóc? Cứu đi, em nóc. Bạn nào có nhu cầu quay kim cương để xài Tết thì hãy đến với shop thỏtv.com nhé. Hiện tại shop hợp tác chính thức với Thỏ và tỷ lệ nổ hũ vô cùng cao. Đặc biệt hơn nữa là được giảm giá 70% lần đó nha. Cơ hội đã đến tận tay, ngại gì mà không quay chứ. Link shop Thỏ để dưới phần mô tả nghe. Alo. Alo, em nghe nè. Ăn cơm chưa? Em ăn rồi, ăn chưa vậy? Anh nhá. Ừ. Ăn rồi, đợi ăn với em nữa thôi. Ồ, cho nghỉ mẹ một đi. Thôi, con này nghe quen lắm rồi, xạo vừa. Kể anh ăn rồi. Ồ, anh rồi kể anh. Gì? Đấm vô bây giờ. Tròn tí rồi. Thích cô không? Thật. Nhà là phải có nóc này đấm vô. Mày bị điên à? Cái gì, nó lại. Nhà là phải có nóc. Thế ai là nóc? Dĩ nhiên là anh rồi. Ồ, anh hả? Không anh thì ai? Ngoài trời, anh đố em tìm được ai thứ hai. Cho nó lại lần nữa đó. Ai là nóc? Anh là nóc. À, ok. Đứng vô đây. Ai là nóc đúng không? Chả nóc sao? Bây giờ tí nữa hồi chơi game xong đi cho biết thế nào là nóc nha. Toàn sùng. Ok. Ok. Nhớ nha. Ok. Sống trên đời 20 mấy tuổi rồi chưa biết sợ là cái gì. Ok, anh thiệt kiên rồi. Tí nữa chắc hồi kinh. Tí hồi đừng có van xin em ơi gửi lốc cho anh đi em ơi nha. Sợ quá phải ban nó thôi. Ok, nhớ nhỉ. Thử block cái biết ngay. Ừ. Lúc đấy đừng có bảo tại sao số em đen. Ừ. Nghe cho rõ nhá. Ừ. Ừ với ai đấy? Thích ừ không? Thích. Đấm nó bây giờ. Ừ. Tao đang cầm hai cái súng lên người đấy. Ừ. Rồi sao? Thích ừ không? Ừ thì ừ. Rồi cầm cái súng thì làm sao nữa anh? Bắn bỏ chứ sao nữa. Nè bắn đi. Nè ngon bắn đi. Đâu? Nè. Không chết. Bắn lại cái nữa xem nào. Bắn không chết. Anh là nóc đúng không? Anh là nóc. Ok. Ok nhớ nha. Anh là nóc nha. Ok tí hồi đi. Chả nóc thì sao? Thì anh là nóc. Ok. Để ghi nhớ chuyện này. Ghi nhớ nhá, anh sẽ là nóc. Nhớ cho kia. Ê, đấm nhau bây giờ đừng có chơi kiểu đấy nhá. Ê, qua cho máu nè, nói cho mày nghe, nhớ chưa? Đứng lại. Alo. Đâu rồi? Đứng lại, máu này. Không, lấy đi. Nhà là phải có nóc hay nói đúng không anh nghe. Ừ, đúng rồi. Bảo yêu anh là phải yêu. Ừ. Anh mà bảo anh mệt anh đi ngủ, cấm được thức. Ừ. Rồi sao nữa? Bây giờ nha, nghe cho rõ nha. Nói đi. Tao xin trịnh trọng tuyên bố cho vợ biết. Ừ. Ở cái nhà này. Ừ. Tao là nóc, vợ là nhà. À ok. Chả ok thì sao? Ok. Nhớ nha. Nhớ. Ừ. Keo này. Không, lấy đi. Gì đây? Dỗi à? Dỗi là gì? Thích dỗi không? Rồi làm sao? Thì làm nóc chứ làm sao nữa? Ai bảo gì đâu, thì cứ làm nóc đi, để làm nóc được bao lâu nha. Để rồi xem. Ừ, để rồi xem. Ngon quá ha. Ừ. Sợ quá, hi hi. Ừ.
nữa nhá. Gì đấy? Gì sụt xịt đây? Sụt xịt gì? Đợi với, chạy mình nữa kia, đấm vô lửa. Rồi làm sao? Làm nóc. Thì biết làm nóc rồi, giờ ta thích đi một mình á rồi sao? Phải đi chung, nghe chưa? Không. Đồng đội là phải đi chung, vợ chồng với nhau là phải đi chung. Không, ai vợ chồng gì, bây giờ anh đòi làm nóc, không có vụ mà vợ chồng gì đây hết, không có vụ yêu đương gì đây hết. Dẹp. Cái gì? Cái gì? Mày làm sao? Làm nóc. Bây giờ thích làm nóc thì ok. Thế hai mình là ngang hàng với nhau ok. Làm nóc đi. Kìa, có người bắn kìa, từ. Đó là cái nghiệp á, ok. Cứu. Cứu nhanh. Ôi mà, cứu đi. Chờ làm sao? Ai làm nóc? Cứu đi, em nóc. Làm sao nữa? Thì được rồi, anh là nhà em làm nóc. Đi cho người ta ngầu tiếng không được nữa. Ủa, này nó hay lắm mà. Thì giả bộ ngầu tí. Ngầu không? Thích ngầu không? Không. Giờ làm sao? Bây giờ nó lại hơn nữa coi ai là nóc. Hả? Anh. À ok vậy. Nhà là phải có nóc đúng không? Anh là nóc em là nhà. Không. Em là nóc anh là nhà. Sao nãy nói gì anh? Nãy thôi mà, cho anh chút thể diện cũng không được, buồn quá. Thì cứ giữ thể diện đó đi, anh nói gì đâu. Em dỗi ghê quá. Có người nè. Ai dỗi gì? Bên Thính nhá. Bố thấy rồi. Gì? Bố đấm nhau rồi. Làm sao? Kìa, nó bắn em kìa. Em ơi. Cái gì? Nói mà. Thôi mà cái gì? Nó bị bắn rồi kìa. Nó bị bắn kệ nó à. Xíu họ chết bây giờ. Hết bom keo rồi nè. Trên nhà lỗ nữa. Anh có việc bắn đi, em lút đồ cho. Nốc nữa rồi. Mà không gạt được. Cay đấy. Đồ ngon phết. Anh bắn tiếp đi, em rút đồ cho. Thì anh đang bắn nè. Lấy bông ít đồng cho bông ít nè. Có. Kìa. Thích bán không? Ngắm nóc một thằng rồi. Cho anh 4x đi. Nhìn mặt ngu vãi. Vãi? Làm nói ngu rồi. Nhìn mặt nhân vật mà. Nấm nho rồi. Làm sao? Không. Em thích là được. Giờ muốn gì? Nãy đòi làm nóc vô lắm mà. Sao giờ em nói nó đi? Không làm nóc. Bây giờ ai làm nóc? Em. Mày mốt có nghe là em không? Thì có. Mày mốt có đòi làm nóc nữa không? Có, à không. Hôm nay ăn gan gì? Hôm nay ăn cái gì mà gan vậy? Gan gì? Hả? Tại vì yêu em rồi lây á. Lây tính em xong máu liều nhiều hơn máu não. Thôi bóp phét giùm đi nha. Bóp phét gì ơ? Ê, có người bắn em kìa. Bố hay rồi. Nóc chưa? Chưa, hai đứa đây luôn. Rồi luôn. Rồi luôn, xác định luôn. Một thằng rồi, ơ.
Anh bấm nút thằng ơi, cay thế. Bây giờ làm sao? Bây giờ khẳng định là lần nữa này ai làm nóc? Em làm nóc. Sao nãy đâu làm nóc? Không, anh sai rồi, xin lỗi. Anh sai rồi, em xin lỗi anh đi. Cái gì nó lại coi? Anh sai rồi, anh xin lỗi em. Sao nãy ăn cái ăn gan gì mà hôm nay dám đòi làm nóc luôn vậy? Đã bảo rồi còn gì nữa, yêu em xong máu liều như máu não. Hay quá ha. Chồng em chạy. Cho ăn block rồi biết hả? Thôi 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 thôi. Thôi 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 mà.